Đầu tiên tôi xin giới thiệu các bạn, đây là nhân vật chính của chúng ta. Tôi đã chuẩn bị cho mình là 2,8 kg thịt chân giò. Đấy, tôi muốn làm một cái giò xào khổng lồ các bạn nha. Đấy. Tôi đã thui rất là vàng, đấy, rất là vàng. Đấy, thịt chân giò rất là ngon. Tiếp theo không thể thiếu đó là mộc nhĩ. Tôi đã chuẩn bị cho mình đây là tổng là 2,5 lạng các bạn nha. Và đây là vỏ quýt các bạn nha. Ồ, vỏ quýt à? Sao vỏ quýt lại được mang ra ăn nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn ơi, vỏ quýt này chúng ta chế biến cùng với món giò xào này ăn cực ngon, ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Bạn nào mà chưa được ăn thì các bạn hãy thử làm xem nhá. Wow, tiếp theo đó là lọ súp thần thánh các bạn nhá. Hạt tiêu không thể thiếu. Nước mắm một chút cho thơm các bạn ha. Và một cuộn dây dứa. Lại dùng dây dứa à? Dây dứa này không ăn được đâu. Và hai cành tre. Chúng ta sẽ xem theo dõi xem là cành tre này chúng ta làm gì các bạn nhá. Tiếp theo tàu lá chuối. Tôi dùng tổng là 4 tàu lá chuối. Và chúng ta sẽ xem cành tre và lá chuối làm như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế biến. Các bạn ơi, cành tre thì chúng ta sẽ chặt ra thành 4 đoạn như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ làm một chiếc giò nó sẽ tròn hơn, vuông hơn các bạn nhá. Chiều dài của 4 đoạn này nó tầm khoảng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Khoảng 4 cái gang này của tôi. Đấy, tôi làm cái khổng lồ mà, nhưng nó to lắm các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ rửa lá chuối các bạn nhé. Các bạn lưu ý, chúng ta phải vuốt lá chuối theo chiều đúng chiều của nó thì nó sẽ không bị rách các bạn nhé. Vâng các bạn ơi, vậy là tôi đã rửa xong 4 chiếc lá của tôi. Và bây giờ tôi sẽ mang chúng ra ngoài vườn phơi nắng cho nó khô nước. Và sau đó chúng ta sẽ nướng lên các bạn nhé. Các bạn ạ, nhà tôi thì dùng cái bếp từ nên là nó không nướng được cái lá chuối này. Cho nên là tôi sang nhờ nhà anh bên cạnh, hàng xóm dùng bếp ga để nướng các bạn nhé. Sau khi tôi đã phơi nắng lá chuối rồi. Lá chuối là tôi đã phơi nắng cũng đã nhàn nhã một chút rồi các bạn ạ.
Các bạn lưu ý khi chúng ta nướng lá chuối hay chúng ta lau rửa thì cố gắng đừng cho lá chuối chúng ta bị rách, chúng ta giữ được hết nước có thể. Vâng các bạn ơi, vậy là tôi đã nướng xong rồi nha các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ làm khâu bước tiếp theo. Xin mời. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đã nướng xong rồi thì đến khâu tiếp theo chúng ta sẽ dùng một chiếc khăn khô như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ lau chiếc lá của chúng ta thêm một lần nữa để cho thêm nó là sạch nhất các bạn nhé. Đấy, bởi vì cái này nó là tiếp xúc trực tiếp với thức ăn của chúng ta. Nếu chúng ta làm không sạch thì thứ nhất ăn không ngon, thứ hai là ăn không đảm bảo vệ sinh. Sau khi chúng ta làm sạch thì chúng ta sẽ dùng dao chúng ta xẻ ra. Và chúng ta đã để gọn sang một góc. Các bạn lưu ý khi chúng ta gói giò thì cái lá chuối của chúng ta tuyệt đối không được dính nước các bạn nhé. Nếu lá chuối của chúng ta mà bị dính nước thì chiếc giò của chúng ta rất dễ bị hỏng. Sau khi chúng ta đã làm lá chuối xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lá chuối của mình. Và đây, sau khi chúng ta đã lau lá chuối xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ sắp xếp lá chuối của mình. Chúng ta sẽ xếp lá chuối theo hình lợp ngói các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy cho tôi xếp chỗ nào mà nó rất nhiều quá thì chúng ta có thể là bổ sung thêm. Lá chuối của chúng ta có hai màu, một màu là xanh sáng hơn và một màu xanh xám hơn các bạn nhé. Nó tối màu hơn thì chúng ta sẽ cho màu tối lên trên để có độ cong, thì khi chúng ta uốn thì quấn ấy, thì nó sẽ không bị rách các bạn. Vậy là tôi đã xếp lá chuối xong các bạn nhé. Các bạn là thế thế nào ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái chậu lớn như này. Chúng ta sẽ cho hồng nhĩ vào đây. Chúng ta sẽ đun một ấm nước như thế này, sôi nóng lên. Và chúng ta sẽ đổ vào đây để chúng ta ngâm hồng nhĩ cho hồng nhĩ chúng ta nở ra các bạn nhé. Các bạn ơi, vậy là nước chúng ta đã sôi. Chúng ta sẽ cho nước nóng vào đây. Chúng ta sẽ dùng đũa ấn cho mỏng nhĩ chúng ta chìm hết trong nước nóng các bạn nhé, để cho chúng ta sẽ nở vào hết cỡ nhất. Mỏng nhĩ làm như thế này thì để nhằm mục đích thứ nhất là nở ra, thứ hai làm cho mỏng nhĩ chúng ta sẽ là sạch sẽ nhất các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Các bạn ơi, vỏ quýt của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ thái ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ thái chỉ. Đã xong các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào chảo để chúng ta xào lên. Và bây giờ chúng ta sẽ xào vỏ quýt của chúng ta lên. Chúng ta chịu khó đảo nhá, không là nó cháy đấy các bạn ạ. Vỏ quýt này mà chúng ta chịu khó khi chúng ta mà ăn ấy thì chúng ta cất đi, chúng ta xiên vào một cái lạt, chúng ta treo lên, một chúng ta treo góc bếp, hai chúng ta phơi nắng. Sau khi mỗi một lần sử dụng thì chúng ta bỏ ra, chúng ta ngâm nóng cùng hồng nhĩ thì rất tuyệt vời các bạn ạ. Ăn nó sẽ ngon hơn ở khi mình xào như thế này. Chúng ta xào như thế này để nhằm mục đích cho chúng ta sẽ có mùi thơm hơn các bạn nhé. Các bạn ơi, khi chúng ta đã xào vàng lên rồi, thơm lên rồi thì chúng ta sẽ cho ra bát các bạn nhé. Wow, đã xong các bạn nhé, nóng hổi luôn. Chúng ta bây giờ bắt đầu là thái thịt các bạn nhé. Chúng ta thái thịt chân giò để làm giò xào thì nhằm mục đích là chúng ta thái mà để ngon ấy, thì chúng ta phải là vừa thịt vừa bì chúng ta phải dính vào với nhau thì mới ngon các bạn nhé.
Đã xong các bạn nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ xem mộc nhĩ của chúng ta xem như thế nào nào các bạn nào. Wow, khá nhiều các bạn ạ. Tôi không ngờ nó lại nhiều thế này. Cái này to quá. Công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ làm sạch mộc nhĩ của mình. Chúng ta sẽ cắt hết cái chân rồi đi. Sau khi chúng ta cắt chân xong thì chúng ta sẽ thái mộc nhĩ của chúng ta. Chúng ta thái không cần bé quá. Đấy, chúng ta thái tầm này được rồi. Cái mộc nhĩ này của tôi khổng lồ quá các bạn ạ. Tôi cũng không ngờ nó to như thế này. Khổng lồ quá. Chúng ta sẽ thái mộc nhĩ khoảng từ 1,5 đến 2cm. Bé quá thì cũng không ổn, mà to quá cũng không ổn các bạn nhé. Được rồi các bạn nhé. Như vậy là hôm nay là tôi đầu tiên tôi làm là 2 lạng rưỡi. Nhưng mà tôi không ngờ là cái của tôi nó to quá các bạn ạ. Như vậy là tôi đã sử dụng của cho mình là 2/3. Có nghĩa là tôi dùng khoảng 2 lạng thôi các bạn nhé. 1 lạng 8 đến 2 lạng thôi. Còn đâu là chúng ta sẽ cất bớt đi. Vì nhiều quá thì nó sẽ không ngon mà nó sẽ rời rạc các bạn nhé. Mà ít quá cũng không được, ít quá cũng không ngon. Đấy, như vậy là 2 cân 8 thịt thì tôi cho là 2 lạng mộc nhĩ. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Bây giờ đến khâu tiếp theo, chúng ta sẽ xào thịt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi lớn như thế này. Khi chúng ta sử dụng là 2,8 kg thịt vào đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu xào. Thịt của chúng ta bắt đầu săn lại. Lúc này chúng ta sẽ cho mộc nhĩ vào. Mộc nhĩ là cũng rất là khó chín và lâu chín các bạn nhé. Thế chúng ta cũng phải cho từ sớm. Nên là khi mà thịt chúng ta bắt đầu săn lại cái thì chúng ta bắt đầu cho mộc nhĩ chúng ta đảo cùng. Điều quan trọng khi chúng ta xào thịt thì trong quá trình xào thì chúng ta nhớ là nước mắm và súp hay là muối thì chúng ta đừng cho sớm vội. Bởi vì khi chúng ta mà cho sớm thì cái mỡ ở cái thịt ấy nó sẽ ra rất là chậm và khó ra các bạn nhé. Làm cho nó lâu chín hơn. Chính vì vậy là khi nào mà thịt chúng ta chín hẳn rồi chúng ta bắt đầu mới cho mắm và cho súp hoặc muối các bạn nhé. Các bạn hãy lưu ý điều này các bạn nhé. Úi mà ơi sắp chín rồi. Các bạn đã thấy mùi thơm chưa nhỉ? Các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ đảo cho trái cạnh vàng lên. Cho mỡ chảy ra và có thêm chút keo nhựa hơi dính dính mới là đạt tiêu chuẩn các bạn nhá. Chúng ta mà có bếp lửa mà dùng chảo ga thì là tuyệt vời nhất đấy. Lúc này chúng ta sẽ cho vỏ quýt vào. Chúng ta cho khoảng 2/3 một bát con vỏ quýt các bạn nhé. Chúng ta sẽ đảo đều lên tiếp tục. Chúng ta cho một chút mắm cho thơm các bạn nhé. Lúc này chúng ta sẽ cho súp vào. Chúng ta cho 3 thìa cà phê. Chúng ta tiếp tục đảo đều lên các bạn nhé. Lúc này thì chúng ta đã sắp đạt tiêu chuẩn các bạn ạ. Lúc này cái thịt của chúng ta ấy là cũng đã có sự kết dính này, có cái như kiểu dạng keo ấy dính nhau này. Đấy, rồi là thì cũng là thơm hơn, vàng hơn. Mộc nhĩ cũng đã rất là chín rồi. Lúc này chúng ta sẽ cho hạt tiêu vào các bạn nhá. Wow, thật là thơm quá. Các bạn ơi, chín rồi, chúng ta sẽ bắt tay các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổ thịt ra đây các bạn nhá. Đấy, các bạn hãy xem cái nồi chúng ta mà để xào giò ấy, đấy nó phải cháy cạnh như này mới là ngon nhỉ. Đấy, mới là đạt tiêu chuẩn các bạn nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu gói, chúng ta sẽ tản đều ra. Quá đau quá. Rồi, cắt dây. Kéo. Rồi, chú cắt như thế này, chú cái. Cắt đi.
Các bạn ơi, hãy lưu ý chúng ta gói, chúng ta phải bó thật chặt. Ở trên này chúng ta sẽ dùng một cái ống tre như này. Chúng ta sẽ nhồi xuống để cho giò chúng ta thật là chặt các bạn nhé. Sau khi chúng ta nhồi được rồi thì chúng ta sẽ bẻ phần lá còn lại, chúng ta bẻ lại. Sau đó chúng ta sẽ buộc chặt lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đảo đầu các bạn nhé. Chúng ta sẽ đảo đầu. Khi chúng ta đảo đầu rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhồi đầu này. Xong thì chúng ta lại tiếp tục bẻ lá xuống và chúng ta lại buộc dây. Như vậy là chúng ta đã được một cái giò. Bây giờ đến bước tiếp theo. Chúng ta lại làm 4 góc như thế này, chúng ta lại buộc tiếp tục. Các bạn ơi, vậy là tôi đã gói xong rồi nhá. Đấy, các bạn thấy khổng lồ chưa? Wow. Yeah. Wow, các bạn ơi, vậy là đã xong rồi nhá. Một chiếc giò khổng lồ 2,8 kg. Và chúng ta sẽ để như này và chúng ta sẽ treo lên, hoặc chúng ta để ở một cái góc nhà nào đó và chúng ta để dưới một chiếc bát giống như thế này. Đây các bạn nhá, tôi để ở trong góc tủ này. Đấy, trong góc bếp. Và từ chân tôi để một chiếc bát con. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là khi mỡ nó chảy ra thì nó sẽ vào trong cái bát đó, nó sẽ không ra ngoài nhà của chúng ta nhá. Đấy. Đấy, tôi để dắt tủ lạnh. Và sáng hôm sau, để qua đêm nay, sáng hôm sau là chúng ta có thể ăn được rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong một ngày sau. Các bạn ơi, hôm nay là đã hết một ngày trôi qua. Và bây giờ tôi sẽ bỏ chiếc giò của tôi ra. Tôi xem nó như thế nào. Có ngon hay không? Có đảm bảo hay không? Xin mời. Wow, các bạn ơi. Wow, các bạn thấy ngon không ạ? Nhưng mà hình thù hơi đẹp tí các bạn nhé. Tại vì là tôi dùng 4 cây nó hơi hình thù hơi đẹp tí. À, xong các bạn nhá, các bạn thấy thế nào ạ? Rất tuyệt vời. Vâng các bạn ơi, vậy là món ngon của tuần của tôi đã xong. Xin mời. Các bạn nào thấy thế nào ạ? Có ngon không ạ? Có dễ nào không ạ? Vâng, rất là thơm. Vâng, video của tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh cho chúng tôi để chúng tôi lại có những video mới hay hơn, tuyệt vời hơn đem đến cho các bạn những món ngon cuối tuần rất tuyệt vời bên những dịp cuối tuần của gia đình các bạn. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.